Rất vui là được gặp lại quý anh chị và các bạn. Và mới nhất ngày hôm nay thì Kim xin lên sóng và giới thiệu một chiếc Vios bản G số tự động 1.5 và xe lắp ráp tại Việt Nam, sản xuất 2013, chính chủ sử dụng từ đầu, mang biển số 34A04788, màu bạc. Và xe thì rất là đẹp nhá, cam kết chất lượng xe không tai nạn, không đâm xô, không ngập nước, tổng thể xe đều từ trong ra ngoài. Và quý anh chị có nhu cầu xem xe này thì xin vui lòng liên lạc cho anh Kim qua số hotline 0978607555 hoặc đến trực tiếp trụ sở giao dịch chính của Family Car là số 1005 đường Trường Chinh, xem xe để có thể test xe và trải nghiệm về xe hoặc thương lượng giá cả. Và bây giờ anh Kim sẽ quay một vòng chi tiết chiếc xe Vios bản G đời 2013. Như anh chị đã biết thì những cái dòng này bên em cũng rất là hiếm và rất là ít khi để lấy về, bởi vì là cũng ngại làm đời sâu, nhưng với chiếc xe nó quá đẹp nên là em nhận về cho khách hàng có thể tầm tiền cũng khá là phù hợp để khách có thể lựa chọn. Và thích dòng xe Vios hơn 300 thì nó cũng là một lựa chọn khá là phù hợp đây. Mà sẽ quay chi tiết luôn. Chiếc xe này thì về em cũng có sơn rậm lại và đánh bóng, sơn tỉa đánh bóng, bởi vì nhìn cho nó đẹp lên, bởi vì là một chủ chất xe thì còn rất là ok. Chính vì thế em cũng không tiếc tiền đầu tư thêm một vài triệu vào đây nữa. Anh chị chạy gia đình hay chạy công chức rất là thích những cái dòng xe này đúng không ạ? Vừa bền, đồ đạc thay thế dễ. Túi khí phanh ABS đầy đủ. Chiếc xe này thì chủ người ta đi từ đầu nên người ta cũng không lắp màn hình, bởi vì là chắc là người ta không cảm giác không cần thiết, hay là em để nguyên bản, lắp đi lắp đồ còn rất là mới luôn. Chiếc xe này order chuẩn ở trên km thì em đọc chuẩn km là 12 vạn luôn. Cam kết máy nguyên zin, không đâm đụng, không ngập nước. Tiền Kim xin đọc lại thông tin của chiếc xe này. Vios G số tự động, sản xuất 2013, xe một chủ từ đầu ở Hải Dương và chạy order 12 vạn, và giá đang chào bán tại Family Car Hải Dương là 355 triệu bao rút hồ sơ.